Vâng, đôi giày, đôi giày. Đây rồi. Như vậy chúng ta là Panper. Vâng, chúng ta là Panper. Với đội bạn là Pania. Màu 2 là người cầm IA. Vâng, quân này là quân mắc luôn cả dành cho hai bên. Nhưng bên đội bạn thì có một con IA. Cái loại này thì có thể là lên được cung A để có thể chống Panper. Chúng ta cũng có thể cho một bài Persian đánh cung A. Không, như vậy là màu 2 mới là người cầm Pan. Còn IA là của Bell. Vâng, chào bạn Nguyễn Thành Nam. Có gì mà khiến bạn giật mình như vậy? Đó là chuyện bình thường thôi. Vâng. Khi mà bây giờ một ngày có rất nhiều kèo thi đấu diễn ra thì anh em có nhiều sự lựa chọn mà. Anh em có nhiều sự lựa chọn. Và đây cũng không phải là một kèo thi đấu hot, thế nên là cái thời điểm, với cả hơn nữa cái thời điểm này là cái thời điểm mà nhiều anh em đang đi thể dục thể thao, đang đi trên đang trên đường đi làm về. Bài pơ bên này thì ngoài bài yêu đầu ra thì cũng chưa thấy gì cả. À không, có bãi quả phụ rồi. Nhưng pơ thì cần nhiều hơn voi hiêu. Chứ quả phụ không thôi thì cũng không sương lắm. Cảm giác nhìn nó cũng không sương lắm. Nó phải là hiêu và voi cơ. Đây là bài Pan. Pan thì mới thấy một voi về. À có hai voi, có quả phụ. 14 trên 16 là tham bài thời điểm hiện tại. Tôi thấy hai bài chúng ta cũng chưa có một bài nào gọi là quá đặc sắc cả. Không có những cái bài người ta gọi là siêu giàu. À đây, sang bên này khu vực hai bài hiêu này, xi măng này. Sau cái cánh rừng thông ấy đấy. Hai bài hiêu luôn. Hai bài hiêu khá to luôn đấy. Ở đây là tẹo. Có lẽ anh tẹo sẽ khai thác một bài hiêu, còn một bài hiêu nhường à thôi. Bằng hai quả phụ luôn. Bằng hai quả phụ luôn đến từ người cầm Pan. Được. Anh em lại bảo đang đi lấy tiền lô à? Không biết là chiều nay em xui, vâng em khuyên anh em đánh con 38 được rồi, à con 34 thì không biết nó có 34 không nhỉ? Để em xem kết quả cái nào. Kiểu gì chả có con 34 hoặc con 31. Vâng, như vậy là xui anh em đánh nhưng mà không có con nào cả. Vâng, 34 không có, 31 cũng không, nó nhảy còn hai con 35. Đèn. Đúng là đèn. Như vậy là xi măng quyết định ăn bầy hiếu 4 con này. Nhưng chiếc bé này là chiếc bé nhân đôi. Và xin chào Thanh Tùng. Chào anh Nguyễn Đình Quảng nhé. Và bên đội bạn là 18 và 23 dân. Tên đời xong dành cho người cầm pơ. Nhưng gỗ là chưa đủ. Bên kia Dương Còi mới là người lên đời sớm nhất cái map này. IA lại là người lên đời sớm hơn cả Pơ Pan. Ồ, đây Dương Còi là người cầm Pan à? À đúng rồi, đúng rồi. Dương Còi là người cầm Pan, Bèo mới là người cầm IA. Vâng, Pan lên đời rất sớm. Còn bên kia dường như một bài đánh cũng A thì phải, tôi thấy là tham của ông Bèo cái to lắm. Oh. Done. Oh.
Redkit, Papadakis, Glory. All of Papadakis. All of Redkit. Donna, all of Papadakis. Donna, Yoke on top. All of Redkit on top. Papadakis, Papadakis. Ồ, ta không thấy ai ở đây rồi, màu 2. Ờ, thế thì đúng rồi, thế thì đúng trên góc 9 giờ kia là không có người rồi. Đây là con ngựa giò công giáp đầy đủ và 4 con nông dân của người Pan. Và Pan đã nhảy đời xong. Bài Pan khá khỏe. Quay trở lại với người cầm Pan phía bên mình. Đây là bên thủ tẹo. Về bên đội bạn đánh 2 chém, không bài, không có một bài mạo hiểm đánh ma đến từ người cầm Yamato. Ia bên đội bạn chưa lên đời. Còn đây là một pha về E, liệu có bắt được con giò này hay không? Chưa bắt được, dường như có phù thủy. Bên đội bạn cũng đang có một nhà P bãi vàng của chúng ta đang chơi ra đấy. Ờ, bên này không khỏe trước người cầm Pan đâu, tôi cảm giác là như vậy. Bắt được con ngựa giò màu 2. Vâng, nhưng mà Pan đang tạt chéo sang bên này. Vâng, Pan đang tạt chéo sang bên này khi mà nhận thấy rằng game thủ của xi măng là người đã có phù thủy. Còn bên này thì game thủ tẽo là người không đóng phù thủy. Hai con lạc đà của game thủ Ronan tẽo đang ăn được khá nhiều dân của người cầm Yamato. Nhưng cái giá của chúng ta phải trả. Vâng, giá của chúng ta phải trả cũng là khá đắt. Thì những con nông dân chúng ta cũng đang phải vụt lại hai con lạc đà của đối bạn. Vâng, nhưng chúng ta thì có lạc đà đứng kê, còn bên kia vâng game thủ Beo thì chả có cái quân đơn vị quân nào đứng kê cho những con nông dân cả. Vâng, thậm chí là những con nông dân lại còn bị vâng lại còn bị những con sư tử nó cắn nữa. Tham Lai. Vâng, Tham Lai chúng ta đang hơi đi xuống một chút. Bơm trăm gỗ và trăm thực luôn dành cho người cầm Pan bên mình. Không thấy IA có phù thủy nhỉ. Đi cũng ra bắn phù vừa đi vừa cũng ra bắn bãi vàng là mà 4 trước kia cũng được kìa. Ba mươi trên 36 tham mai của người Gumper vẫn đang giữ tham tốt. Rồi đánh chéo đi cũng được. Một L và một P vẫn đang ra đều dành cho game thủ xi măng. Có để bơm trong đây cũng được, nếu không dùng đến vàng bơm đấy được. Và tham lai được bạn đang vòng lên kìa. Tham lai được bạn đang vòng lên. Có lẽ rằng những tơn mà được bạn phù đỏ. Đây là game thủ tẹo. Tẹo tham lai là 24. 24 của Pan là thời điểm này là chấp nhận được. Và không biết ông Beo này ông ấy đánh cái gì mà tôi thấy vừa thấy tham mai của ông ấy còn vồng lên được cơ. Khá dị. Bây giờ thì bắn vào bãi vàng của game thủ Beo. Vâng, cũng có phù thủy và thậm chí là hai con phù thủy và phù rất đỏ luôn. Phù rất đỏ luôn đến từ người cầm Yamato. Cực kỳ lộc lá trong pha vẫy phù thủy vừa rồi đến từ IA. Và bây giờ thì game thủ Beo có thêm sự hỗ trợ của Dương Cối sang bên này nữa. Dương Cối cũng đã có những con cung rờ. Thế trận này đang là một thế trận hơi căng rồi nha. Có sang bên này hỗ trợ cho Tễu được không? Sang bắt quân được không? Toàn phù thủy thôi. À, đánh như thế này là chúng ta đang rất bất lợi nha. Khi mà bên đội bạn thì có những đơn vị chống phù rồi, chúng ta thì chưa. Tẽo tham mai thì còn 17 thôi. Và này tôi nghĩ rằng hợp lý hơn khi đánh một L, một P sau đó là một A. Ia tầm này nó khỏe lại rồi. Ia tầm này nó khỏe lại rồi.
Vâng, đây là đục xi măng. Thiêu lạc đà với nhà màu 2. Lượng lạc đà của đội bạn còn lại lại đang là nhiều hơn so với chúng ta. Thế trận đang rất căng nha. Nhưng mà Pan bên kia đó đội bạn đang khỏe. Pan bên kia gần như là khỏe nguyên từ đầu đến cuối. Họ chưa mất bất cứ một con nông dân nào cả. Xi măng vẫn đang giữ tham mai tốt. 34/36. Vâng, một tên mà chúng ta lại thu được luôn. Nếu mà bây giờ tễu mà giết chết được màu 4 là vẫn có cửa đánh đấy. Đây là cái thủ tễu, tễu báo về là màu 4 chết rồi. Ngon. Vâng, màu 4 mà chết rồi thì đánh tươi luôn. Tễu cơ bản là còn vẫn còn 5-6 cái ruộng ở khu vực. Vâng, ở cái khu vực BG. Bắt luôn hai anh em quay luôn, bắt luôn tên lạc đà này. Xi măng có sang đây không? Vâng, hai anh em quay bắt luôn. Lạc đà của chúng ta gần đây mà, quay và bắt luôn đi. Vâng, vụt luôn. Lại tiếp tục có phù đến từ game thủ cầm Pamiran bên kia. Tôi nghĩ rằng bây giờ game thủ tễu cứ sóc cung R ra. Giết chết hẳn nhà màu 4 đi đã. Cần thiết để đốt cả L đi. Về bắt hết chém của đội bạn. Vâng, bắt hết chém của đội bạn. Thậm chí là chúng ta cần thiết để đốt cả L đi. Lạc đà của chúng ta nó rất khắc ngựa chém. Chào anh Xuân Hiền, chào anh Trần Anh. Xi măng bơm cho tễu chằm gỗ cũng được. Để cho tễu sóc cung R. Mà muốn làm gì thì làm. Vâng, tên này là tên mà làm hai cháu nào, đổi mau. Như vậy chỉ được mới được một cháu thôi. Bên này xi măng vẫn đang 2 lò. Thảm ai giữ được ở con số 39. Măng đánh trận này khỏe gớm nhỉ. Tôi cứ tưởng là trận này phải chết với người gặp Pan cơ. Nhưng mà Pan nó có phù thủy rồi, nó có cả lạc đà, cả cung R công lên. Vâng, nhưng game thủ xi măng này đang có một thảm ai cực kỳ khỏe. Vâng, đứng tụ đấy cho vẫy máu luôn. Vâng, cho phù thủy nó đứng vẫy máu luôn. Không hiểu là xi măng ăn cái gì nhỉ. Tôi thấy vẫn là vâng, vẫn có những cái đơn vị chỉ có một vài cái ruộng đơn giản thôi, nhưng mà nó đang rất hiệu quả. Và tơm rồi là tơm mà chúng ta phù đỏ luôn, phù luôn được hai con lạc đà của đội bạn. Vâng, làm thêm bé nữa nào. Vâng, làm thêm bé nữa nào. Tễu sang đây để chơi cùng không. Vâng, đây là tơm này mà tôi nghĩ là ăn được đấy, ăn thoải mái luôn. Một pha phù đỏ nữa nào, đỏ đi, đỏ là màu hai chết luôn này, và không đỏ thì cũng chết thôi. Lạc đà đang chém 4 đang là cực kỳ khỏe dành cho game thủ xi măng. Để nhìn trông cái liều tiều và cái ruộng thôi mà đi nào. Vâng, chém rất hiệu quả đến từ game thủ xi măng trận thiếu này. Còn đây là 20/32. Vâng, 20/32. Bên này thì tệ cũng đã phay được IA rồi. IA thì cảm giác là không có những con ngựa chém, không có tí cửa nào với những con lạc đà cả. Và game thủ dương còi được quýt luôn. Hay quá. Xi măng đánh trận này hay đấy. Nhìn xi măng chỉ có vài cái ruộng nhìn rất lưu tiêu thôi, nhưng mà lại cực kỳ hiệu quả. 2-1 ở trong trận đấu đầu tiên, ngon rồi.